Hello các bạn, mình là Trường đến từ Adam Music. Thì hôm nay sẽ tiếp tục là một clip chia sẻ các bạn cái cách một cái mẹo nữa, một cái cách làm nữa đối với cái vấn đề liên quan tới sản xuất âm nhạc. Thì cách đây vài bữa mình có xem trên YouTube thì có bạn hỏi là cách làm sao để mà bạn có thể tăng giảm tốc độ bài nhạc được. Đó thì đây cũng là mình chắc chắn là cũng có rất nhiều, đặc biệt là những bạn ca sĩ hoặc là những bạn mà hay đi hát, các bạn cũng rất quan tâm. Thì cái vấn đề này nó xảy ra như thế này các bạn. Có nghĩa là một bài nhạc, khi mà các bạn hát trên một cái tempo, tốc độ của bài nhạc gọi là tempo ha. Khi mà các bạn hát một cái tempo bình thường, tempo gốc của bài hát, thì có thể các bạn hát có thể bị mệt hơn, hoặc là nó không có sung chẳng hạn. Và bây giờ các bạn muốn tăng tốc độ bài hát lên, thì trước khi mà mình hướng dẫn các bạn cách để mà mình tăng giảm á, thì mình note cho các bạn một cái lưu ý ha. Có nghĩa là khi mà các bạn tăng giảm tốc độ bài nhạc hoặc là tăng giảm tông của bài nhạc, thì cái việc mà các bạn can thiệp vào cái một cái sản phẩm final, một cái bài hát đã hoàn chỉnh như vậy, nó sẽ làm giảm chất lượng cái bài hát đi. Nói nôm na giống như là bây giờ các bạn vừa có một cái hình, rồi các bạn crop cái hình đi, hoặc là các bạn phóng to cái hình lên vậy các bạn. Thì khi mà mình can thiệp tới cái bài nhạc hoàn chỉnh thì nó sẽ bị giảm chất lượng đi. Và tùy vào cái mức độ mà các bạn can thiệp nhiều hay ít mà cái chất lượng của bài nhạc nó sẽ giữ lại còn nhiều hay là ít ha. Đó, cho nên là cái việc mà tăng giảm tốc độ hoặc là tông bài nhạc á, các bạn chỉ nên sử dụng nó khi mà các bạn gọi là bất đắc dĩ thôi đó, hoặc là mình không có điều kiện để mình làm lại bài nhạc thôi. Chứ nếu mà các bạn làm cái đó ok, khi mà các bạn nghe trên tai phone bình thường á, có thể các bạn sẽ không nhận ra được. Nhưng mà khi mà các bạn mở trên những cái sân khấu lớn, khi mà những cái dàn âm thanh của nó lớn và cái âm thanh của nó phát ra rất là rõ ràng, thì chắc chắn nó sẽ lòi ra được những cái khuyết điểm của cái việc các bạn tăng giảm tông nhạc hoặc là tăng giảm tốc độ bài nhạc này. Đó. Rồi, cái đó là cái lưu ý thôi. Đó, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nào để làm tăng giảm tốc độ bài nhạc ha. Thì nó sẽ có hai cách. Nó sẽ có hai cách các bạn. Cách thứ nhất á, đó là các bạn sẽ dùng một cái trang web online để mà các bạn up cái bài hát lên và các bạn sẽ tăng giảm tốc độ bài hát trên đó. Và cách thứ hai á, là các bạn sẽ dùng những cái phần mềm về làm nhạc, ví dụ Studio One hoặc là Cubase hoặc là Pro Tools chẳng hạn. Thì tất cả những cái phần mềm làm nhạc nó đều có chức năng tăng giảm tốc độ bài nhạc đó. Thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách luôn ha. Và cách thứ nhất á, đó là mình sẽ dùng trang web. Thì các bạn sẽ vào, sẽ search cho mình cái từ khóa như thế này: Time Stretch Audio Online. Thì nó ra sẽ rất là nhiều những trang web giúp cho mình có thể làm cho mình tăng giảm tempo như vậy. Thì mình chọn một cái trang web là onlinetonegenerator.com ha. Thì cái đầu tiên á, là chúng ta sẽ up cái bài hát lên. Ví dụ mình up bài hát của mình lên đi. Và khi mà up lên xong, nó sẽ để cái tempo mình 100%, có nghĩa là tempo chưa thay đổi gì. Đó. Để mình bật nhỏ tiếng xuống tí xíu. Chưa thay đổi gì. Và bây giờ mình play cái bài nhạc này và đồng thời mình sẽ tăng giảm cái phần trăm. Ví dụ như là mình kéo qua phải đi, có nghĩa là mình muốn tăng bao nhiêu phần trăm bài tốc độ bài nhạc, là bài nhạc của mình sẽ nhanh lên bao nhiêu phần trăm. Còn cái này là bài nhạc của mình sẽ giảm đi, sẽ chậm đi bao nhiêu phần trăm. Mình thử ha. Các bạn thấy khi mà mình giảm quá nhiều á, thì cái nhạc của mình bắt đầu nó bị tư ra, đúng không các bạn? Đó, nó bị vỡ ra. Còn nếu mình lại tăng nhanh lên. Có nỗi nhớ thật sâu anh và em hai trái tim kể khi anh buồn bã. Ngày đó sẽ là đó. Thì cái cách này là cách thứ nhất ha. Các bạn sẽ dùng một cái trang web và các bạn sẽ tăng giảm tốc độ bài nhạc theo phần trăm của trang web đó. Và lúc này cái trang web này, lúc này các bạn khi bạn làm xong á, các bạn bấm vào này download về là xong. Là xong cái bài nhạc của các bạn. Đó. Đó, ngoài ra thì có rất là nhiều trang web như vậy ở đây. Ví dụ trang web này đi.
cũng như vậy luôn các bạn. Đó, cái này cũng mình cũng úp cái bài nhạc lên, đúng không? Và sau đó mình sẽ, cái này nó cho mình thay đổi tông nhạc các bạn. Nhưng mà giả sử trong trường hợp này mình không muốn đổi tông, giả sử các bạn muốn đổi lên thì các bạn có thể cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5, hay là trừ 1, trừ 2, trừ 3. Đó, và cũng như vậy, cái phần này chính là cái phần tăng bao nhiêu phần trăm cái bài nhạc ha. Mà cái này nó lại không cho mình playback thử. Cái này nó không cho mình playback, vừa làm vừa nghe, mà nó chỉ cho mình làm xong rồi mình tự đào file gì mình tự nghe thôi. Đó, còn ở trong web này thì nó cho mình nghe các bạn. Trong web này thì nó cho mình vừa làm vừa nghe ha. Thì có rất là nhiều trang web các bạn có thể chọn thoải mái, và nó sẽ thay đổi theo thành phần phần trăm như thế này. Còn cái này là tông nhạc, và sau đó các bạn sẽ tải về ở cái định dạng nào, ví dụ định dạng MP3 hoặc là định dạng này nọ, định dạng M4A chẳng hạn, và convert là xong, là tải về là xong, rất là dễ thôi các bạn. Rồi bây giờ tới cách thứ hai á, đó là mình sẽ dùng một cái phần mềm đo. Thì cách này nếu mà các bạn nào xài được phần mềm á thì nó quá tuyệt vời rồi, nó rất dễ đó. Thì đầu tiên á là mình ấn cái bài mình vô ha, ấn cái bài mình vào, và ở chỗ này á mình cũng để chế độ time stretch, mình để chế độ time stretch. Đó, thì mình để chế độ time stretch này, và bây giờ cái speed up của mình này các bạn cũng tưởng tượng nó giống như là phần trăm hồi nãy. Đó, và giả sử bây giờ cái bài hát của mình đã bình thường ha. Rồi, bây giờ mình tăng gấp 2 lần. Nơi mùa đông không có em, từ ngày trôi qua yêu thương anh. Hoặc là giảm đi một nửa. Đó, thì các bạn sẽ dùng cái chữ speed up này, speed up này để mà mình tăng giảm tốc độ bài nhạc ha. Đó, thì ở trong, nếu mà các bạn xài đó thì cách thứ nhất là các bạn sẽ tăng giảm bằng cái cách này. Mình không biết những cái phần mềm khác sao nha, mình đang thực hiện trên Studio One. Đó, thì một là cách này, hai á là các bạn sẽ tăng giảm theo cái tempo của bài hát, nhưng mà với điều kiện á là các bạn phải biết được cái tempo của cái tempo gốc của cái bài nhạc là bao nhiêu, để mà cái phần mềm nó biết được, nó sẽ convert từ cái tempo gốc đó nó chuyển qua tempo của các bạn muốn. Giả sử cái bài gốc này đi, bài gốc của mình hồi mình làm á là nó đang là tempo 100, thì mình sẽ ghi vào cái file tempo này các bạn, 100 ha. Đó, và lúc này mình sẽ tăng giảm bằng cái này, chứ mình không tăng giảm phần trăm nữa. Trong trường hợp các bạn, mình nói là ha, trong trường hợp các bạn không biết cái tempo của bài gốc là bao nhiêu thì mình sẽ tăng giảm theo phần trăm. Đó, còn nếu mà trường hợp các bạn biết tempo gốc là bao nhiêu rồi, ví dụ như bài này là 100 thì mình có thể điều chỉnh dễ dàng bằng cái tempo của cái project, để mà phần mềm nó sẽ sync từ cái tempo gốc này, nó convert qua tempo project này. Mình ví dụ lại ha. Bây giờ mình sẽ làm cách tiếp theo, đó là mình ấn cái tempo gốc 100 vào và mình sẽ chỉnh sửa bằng cái tempo của project. Là từng bài hát trong mình chia xa. Đó, nó bị chậm lại các bạn. Có nước mắt. Đó, thì cái cách này là cái cách mà tối ưu nhất các bạn. Cách thứ ba là cái cách mà các bạn biết được cái tempo gốc của bài hát, và sau đó các bạn sẽ chỉnh sửa dựa trên cái tempo của project. Thì cách này là cái cách rất hay xài, mình rất hay xài. Đó, như vậy tóm lại chúng ta có ba cách, cho vậy hai cách nha các bạn. Một cách là mình dùng web nè. Cách thứ hai á là mình cũng dùng cái nguyên tắc phần trăm của cái web, nhưng mà dùng ở trong phần mềm. Và cách thứ ba á là cái cách mà đẹp nhất á, đó là các bạn sẽ biết được cái tempo gốc của bài hát, và sau đó mình nhập cái tempo gốc vào, và mình sẽ cho cái tempo project này, tempo gốc này nó convert theo cái tempo của project. Đó, thì nó sẽ ổn định hơn nhiều và nó đỡ méo hơn. Đó, thì vừa rồi á, là mình đã chia sẻ với các bạn ba cách để mà các bạn có thể tự tăng giảm về tốc độ bài hát. Thì hy vọng sau clip này thì các bạn sẽ có thể biết thêm một cái cách, một cái mẹo mới về sản xuất âm nhạc. Và nếu mà các bạn có những cái thắc mắc hoặc là những cái gì mà cần mình chia sẻ thì các bạn có thể comment hoặc là inbox ha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.